Hello, hôm nay mình lại đi dạo trong một cái shop gọi là cà phê caramel cho nên là chuyên bán những đồ thịt thủ công mỹ thuật. Đây là viết viết màu viết tỉnh là chị chị đẹp đó, màu chị màu vẽ dính lông có chữ nè đó. Ó cái này bột màu gọi là mật ớt cửa là huyết lông được nứt vui vẻ hay gì có súng nước chơi nứt nó không nứt ngồi giờ chơi vui vẻ hay gì chơi bí à, chơi bí gương đó trùng vô đây không có đường đi luôn. Selling. Okay. No.
mỗi xe một chữ nha. Chữ V, chữ D, chữ L, U, A, A, B, H, Q, E. Một đời hết. Đó. Ờ, cái này thì để gì ta? Ta ói vô đó. Chén. Cái này để đựng trứng để ăn à. Thứ lắm.
Chị. Chị dây gì đó. Súng bắn gì súng bắn gì cái này để làm gì dụ nhám dụ 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 láng bóng phải dụ xài cho móng tay. Khăn trần cổ lâu quá lục nghề rồi. Đó gọi là móc móc lên khăn trần cổ. Đây đây là đồ chơi Việt Nam quá trời luôn nè, cái này mấy cái này Việt Nam quá trời đó, hay chơi với đứa em xong này bọc. Nhìn mấy cái con này nhớ hồi xưa nam em có có cái này làm con mắt làm cho mi nữa, làm mi cho mấy cái con gấu bông này. Đó, làm mắt cho gấu bông. Hộp châu báu. Càng uống xuống dưới càng ngọt hơn. Trên đắng. Huh.
Tôi cũng đã khỏi nói chuyện quá. Okay.